Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 9 tháng 4 lên đường đi Washington và sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm sau. Ông Moon cho biết, ông hy vọng chuyến đi Mỹ lần này sẽ giúp tái tục các cuộc đàm phán đang bế tắc với Triều Tiên, vốn bị sụp đổ sau khi ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không đạt được thỏa thuận trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 2 ở Hà Nội. Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ vào ngày 10 tháng 4.